Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến của DVH Audio nhá. DVH thì đang có mặt ở tại trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Đây, đây là cái khán đài hình tổ chim của sân vận động Mỹ Đình, rất to, rất là đẹp. Và phía trước là một cái quảng trường cực kỳ rộng. Tuy nhiên ở đây không có cây, không có cây mấy nên là nó rất là nóng quý vị ạ. Nơi đang diễn ra đại hội âm thanh, đây phải nói là đại hội trong giới võ lâm ngành âm thanh tại Việt Nam quý vị ạ. Palace Show 2024 là nơi quy tụ rất là nhiều các cái thương hiệu lớn và đình đám cả trong nước và ngoài nước. Tại sao nó lại mang cái tên gọi là triển lãm âm thanh quốc tế? Tại vì khác với cả các cái lần demo nhỏ lẻ anh em hay tổ chức ở các nơi thì ở đây thì nó có cả các cái đơn vị ở bên nước ngoài. Ở nước ngoài người ta chuyển loa về, một số các đơn vị bên Trung Quốc người ta chuyển loa sang này, hoặc là Yamaha này cũng là hàng hãng rất là xịn này, rồi là Bow Pro là Bow là của Mỹ này, rồi là Koda là của Đức này. Và đấy, nói chung là triển lãm âm thanh quốc tế nên là có cả những cái hãng mà mình còn không biết nữa. Phên này là của Pháp này. Đấy, tức là nó rất là nhiều các cái thương hiệu đình đám và nổi tiếng. Nên là mình mới bảo là đây là cái sân chơi phải nói là nó khắc nghiệt nhất. Đây, quý vị có thể thấy phía xa xa kia là anh em đang tham quan, đang ngó nghiêng qua cái live của DB Caustic này. Kia là live của DB nhé. Lần này đến với triển lãm lần này thì DB sử dụng cấu hình 12 tay Live PH112S. Với cái phương châm là mang cái trải nghiệm thực tế nhất về của sản phẩm về tới tay khách hàng, đến đôi tai của khách hàng. Nên là bên DB là bán sản phẩm nào thì mang ra test sản phẩm đó. Cái tủ máy thì rất là cơ bản thôi. Đấy, phía dưới là súp PH121 Spectral. Con súp này là súp 21 inch, mã mới, vừa mới về. Mình cũng chưa có cái dịp để trải nghiệm luôn. Đây, mời quý vị đi theo DVH nha. Đây, phải nói là xét về độ phông bạt thì DBM thứ hai thì không ai đứng thứ nhất quý vị ạ, vì là đơn vị nhiều phông bạt nhất. Đấy, bạt đây. Đây là súp. Con này là súp đơn từ neo. Con này là bát 21 inch, ở Việt Nam mình hay gọi là bát 6 tấc, và cuộn dây của nó là cuộn dây 6 inch. Thì cuộn dây 6 inch nó phải to như này. 6 inch là khoảng 153 mm. Con này là từ neo, nó bê rất là nhẹ. Nếu mà ai mà khỏe thì một người có thể vác được một con này luôn. Nhưng mà chắc là nó to này thì hai người mới khênh. Con này thì nó rất là nhẹ quý vị nhé, và cái công suất thì nó lớn. Con này công suất là 2500W một chiếc. 2500W một chiếc ở 8 ohm. Một người bê được. Không tin thì bao giờ demo xong cởi dây ra cho bê luôn. Cân thì không rõ nhưng mà một người bê được. Đấy. Con này thì công suất rất là lớn, 2500W RMS và pick lên đến 10.000W quý vị nha. Pick lên đến 10.000W, một chiếc loa rất là kinh khủng. Và cái đáp ứng tần số xuống rất là sâu. Nó xuống đâu đó nó khoảng ở dưới 30Hz. Dưới 30Hz là gần như cái quãng đấy là mình không nghe thấy gì nữa rồi. Quãng đấy là chỉ có cảm nhận bằng lông chân, lông tay thôi. Chứ còn nghe là rất là khó nghe ở những cái quãng tần số thấp đấy. Và với cái lượng súp như này thì chắc chắn là nó sẽ làm rung ống quần tất cả các khán giả đứng ở đây rồi. Nhưng mà nó đánh như rung rinh luôn. 16 quả đây. Phía bên này là bên tủ máy. Với cái phương châm là rõ ràng, rành mạch, rạch ròi, nên là DB Caustic Việt Nam bán cái gì thì mang cái đó ra demo. Quý vị có thể nhìn thấy tủ máy nó rất là cơ bản nhá, không có đồ chơi, không có các cái đồ công nghệ cao, công cụ hỗ trợ gì cả. Toàn bộ là sử dụng đẩy nguồn xuyến Class TD và có hai con cốt. Tại sao phải sử dụng hai con cốt? Tại vì sử dụng nhiều layout quá. Hai con cốt của DB luôn, và ngoài ra là không có bất kỳ một cái thiết bị hỗ trợ nào khác. Đấy, duy nhất là chỉ có như này thôi, và phía trên kia là mixer thôi. Chẳng có cái gì xử lý cả. Đấy, nên là với cái phương châm là muốn mang cái chất âm nó mộc mạc nhất, nó rõ ràng nhất đến với quý khách hàng. Đấy, vẫn là nhắc lại là bán cái gì thì mang cái đó ra demo nhá. Đấy. Đang thấy xào nấu rồi. Đây, phía trên là Live PH112S. Nó nắng này hơi chói, không biết quay lên có nhìn rõ không nhỉ. 12 tay nhá. Mã này là 28 triệu một cặp. Live Ray này là 28 triệu một cặp. Bên mình bán được rất là nhiều rồi. Đấy, nói chung là bán cái gì thì mang đi để mua cái đó. Và mã này thì hiện tại là cao cấp nhất trong tất cả các sản phẩm thương mại của DB Caustic ở thời điểm hiện tại. Sản phẩm thương mại nhá, sản phẩm thương mại nhá. Tại vì bên DB có những cái sản phẩm nó còn chưa thương mại cơ. Tức là nó đang trong quá trình nghiên cứu và nó còn kinh khủng. Tức là có những cái sản phẩm nhưng mà nó đắt quá, mình nghĩ là nó không phù hợp với thị trường Việt Nam. Còn trong các cái sản phẩm thương mại thì đây là con này là mã cao cấp nhất rồi. Súp này cũng vậy, súp này trong cái mã thùng nó cứng nhờ, vỗ ở đây đau tay mất. Súp này cũng là cái mã cao cấp nhất trong cái mã trong tất cả các cái sản phẩm thương mại ở thời điểm hiện tại nhá.
cái núm của nó chắc phải to bằng đầu mình luôn. Con này núm nó rất là to. Côn của nó đã 153. Cái núm này của nó chắc phải hơn một găng tay, hơn găng tay của mình. Núm nó to khủng khiếp luôn. Đấy, rất là phê. Và phía trên kia là tủ máy. Anh em, trên kia là khu vực mixer. Trên kia chỉ có một duy nhất bàn mixer thôi, cũng không có cái gì cả. Đấy, tức là DB muốn nhấn mạnh rằng là thiết bị có sao thì chúng ta dùng vậy. Và khi mà các sản phẩm nó tốt rồi thì chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều các công cụ hỗ trợ. Ví dụ như là nhiều anh em về dùng các cái bàn số và sử dụng các cái insert và dùng những cái gì gì đó thì mình cũng không biết. Đấy, còn đâu ở bên này thì là có sao là dùng vậy luôn. Và âm thanh mà nó rất là chân thành, nó mộc mạc và nó ok. Đây, phía bên này mời quý vị đi theo mình sang cái khu vực mixer. Từ live ray ra khu vực mixer là cách 30m nha. 30m. Đây là cái khoảng cách mà bên ban tổ chức yêu cầu. Ở bên này thì có bày hai chiếc loa. Đây, PH112S đây. Đây chính là chiếc loa đang biểu diễn ở trên live ray ở kia. Đây, mời quý vị quay qua một vòng nha. Cái này nó là sơn phủ nhựa. Nhựa chứ không phải sơn nữa rồi, đẹp lắm. Đẹp rồi. Đây, có thông số ghi ở cái phông bạt ở đằng sau rồi. Đấy, mình đã bảo rồi mà xét về độ phông bạt thì DB mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất rồi. Phông bạt tốt nhất luôn. Đây. 28 triệu một cặp nha quý vị nha. 550W, RMS Peak là 2200W, một bát 30 từ neo côn 76 và hai tem neo côn 44. Mã này là mã cao cấp nhất trong cái phân khúc sản phẩm phổ thông, sản phẩm thương mại hiện tại. Còn bên này là PH112N. PH112N này thì có mức giá dễ thở hơn, chỉ 19 triệu rưỡi. Chỉ 19 triệu rưỡi thôi. Bây giờ các đơn vị ở Line 1 đã có 19 triệu rưỡi một cặp nha. Rất là đẹp, cũng đẹp cũng không kém thì 112S. Cái lưới nó thiết kế nó khác một chút thôi. Lưới nó phản. Cái nhìn 112S thì trông thì nó vẫn đẳng cấp, nó xịn sò hơn. Đấy, cái mã này thì mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với anh em đi làm đám cưới. Đầu tư hiệu quả và mau thu hồi vốn. Đây. Phía bên này là mixer, là duy nhất là chỉ có mixer thôi nha. Mình không sử dụng insert, không sử dụng các cái gì hỗ trợ cả. Mixer chỉ để đẩy to nhỏ thôi. Mixer sẽ không can thiệp gì nhiều, chỉ có đẩy điều khiển cái lượng gain. Mixer này thì đang setup là hai cái line out, một cái line, một cái đường main này là để điều khiển âm lượng của line array, và một cái đường out, một đường ốc này để điều khiển cái âm lượng của sub. Đấy, chứ còn không can thiệp gì thêm cả. Đấy, nói chung là đến với cái triển lãm lần này là đến bằng cái sự chân thành, có sao là dùng vậy nhá. Đấy, cũng không chơi các cái đồ công nghệ không gì cả. Đó. Và bây giờ là đã bắt đầu là đã có các cái bên kiểm tra thông tín hiệu rồi mà. Và tầm này thì trời nó vẫn đang hơi nắng nên là chưa có nhiều khách ra đây. Lát nữa chắc là nó mát mát trời hơn một chút, mặt trời nó sẽ đổ bóng qua cái bên mái vòm sân vận động này, thì bên sân này nó sẽ mát hết sân, khán giả sẽ ra đây xem rất là đông. Và lát nữa thì xin mời quý vị cùng thưởng thức cái phần trình diễn của DB Acoustic nha.
Quý vị ơi, thế là một mùa Presso đã trôi qua rồi. DB Acoustic đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và phải nói là cái công lao rất lớn từ đội ngũ anh em kỹ thuật, cái sự quyết tâm đồng lòng của anh em DBH này, kỹ thuật ở bên DB này. Và phải nói là cái công không nhỏ từ Lightray PH112S. Đấy, loa vẫn sừng sững uy nghiêm này, kết hợp với cả shop PH121 Special. Thể hiện một màn trình diễn khá là ấn tượng quý vị ạ. Loa đánh lớn nhưng nghe không chói không rát, nghe êm dịu cũng nhẹ nhàng và súp. Súp con này súp nó thả vào đúng rồi, nó con này nó không đơn thuần là một quả súp bình thường mà mình phải gọi nó là loa siêu trầm thì đúng hơn, tức là nó thả cái nhịp nào là nó thình. Ôi trời ơi, nghe cái tiếng súp nghe nó êm mà nó sâu kinh khủng luôn ấy, nó thả nhịp nào là cái tiếng súp nó thình một phát. Chứ nó không phải là ực, nó không phải nó đánh vào ngực, không phải đánh vào đầu vào ngực nhá. Mà mình cảm giác như súp nó đánh vào cái phần bụng đổ xuống ấy. Đấy. Súp nó đánh vào cái phần bụng đổ xuống nghe rất là êm, rất là sâu. Đấy, quá phê luôn, không hổ danh là những cái model hàng đầu của một hãng quý vị ạ. Không hổ danh là những cái model hàng đầu của một hãng PH112S và PH121 Special, phân phối độc quyền bởi DVH Audio quý vị nhá. Ok, Presso năm nay đã chính thức kết thúc tại đây. Các đơn vị thì đã tháo và dỡ đồ hết rồi. Và hẹn gặp lại quý vị tại mùa Presso năm sau nhá. Đây, bên này quay ra bên này một chút. Bên này thì cũng đã demo xong hết rồi, anh em bên này cũng bắt đầu hạ đồ rồi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến vào mùa Presso năm sau nhá. DB Acoustic mãi đỉnh quý vị ơi, DB Acoustic mãi đỉnh. Anh em DB mãi đỉnh nhá.